cách để điều trị bệnh IBD trên gà. Thì các bạn biết là bệnh IBD trên gà, nếu mà các bạn chẩn đoán chính xác ấy, thì cái cổ mà khí quản chỗ ngã ba ấy, cái cổ khí quản chỗ ngã ba nó có hiện tượng đỏ. Cái thứ hai ấy, là nó có một vài cái hiện tượng khác ở trên đường hô hấp trên, thì bạn, tôi cứ cho là bạn chẩn đoán chính xác là IB đi nhá, chẩn đoán chính xác là IB đi. Thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào để điều trị được bệnh IB trên gà? Thì ở trên tay Xuân Trịnh đây có một cái nọ thuốc, tên của nó là Dipiron nhá. Tên của cái nọ thuốc này là Dipiron 50% này. Bạn lấy cái nọ Dipiron 50% này về, bạn pha chung với là cái vaccine IB, LDIB của bên châu Âu ấy, ví dụ của Zoetis hoặc của Intervet Hà Lan ấy. Lấy Dipiron này pha chung với nọ Lucaser IB của Intervet Hà Lan hoặc của Zoetis, sau đấy thì bạn nhỏ vào hai mắt của con gà nhá. Thì sau khoảng 2 đến 4 giờ nó sẽ hết triệu chứng của cái bệnh IB ở trên gà nhá. Sau 2 đến 4 giờ nó sẽ hết triệu chứng IB ở trên gà. Anh chị em để ý này, khi mà chúng ta sử dụng cái phác đồ này ấy, thì nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất ấy, là chúng ta phải bắt gà thôi. Nhưng khi các bạn bắt gà, các bạn nhỏ mắt vào mắt gà ấy, thì cái Dipiron 50% này nó có tác dụng là tiêu viêm, hạ sốt, giảm đau, đúng không? Nó sẽ làm cho con gà nó trở lại bình thường, mắt nó không còn đỏ, nó không bị cộm nữa, và nó sẽ điều trị ngay lập tức được. Khi nó hết sốt ấy, thì cái vaccine mình đưa vào cùng với là cái thuốc này nó có tác dụng là người ta gọi là dập dịch đấy, nó có tác dụng dập dịch và nó có hiệu quả ngay lập tức trong cái việc mà điều trị bệnh IB ở trên gà nhá. Vậy thì sau khi các bạn lấy cái Dipiron pha với IB nhỏ vào hai mắt con gà ấy, thì chúng ta cần phải một dòng kháng sinh chống kế phát, đúng không ạ? Vậy thì tôi khuyến cáo anh chị em ấy là anh chị em có thể sử dụng cái dòng thuốc Cevadoc này. Anh em có thể sử dụng dòng thuốc Cevadoc này, tại vì Cevadoc này thành phần của nó là Cevalexin kết hợp với Gentamicin kết hợp với Chitmosin. Đây là một trong những dòng kháng sinh phổ cực kỳ rộng nhá. Một trong dòng kháng sinh phổ cực kỳ rộng để giúp cho các bạn có thể kiểm soát thành công bệnh IB, bệnh kế phát từ virus sang, đúng không? Vậy Cevadoc là sự lựa chọn tốt nhất để giúp cho các bạn có thể phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến virus. Ok, cảm ơn bạn Đại Hành rất nhiều nhá. Ok rồi.